Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Như Quỳnh, tôi phải uống thuốc vì mất ngủ suốt 20 năm. Ca sĩ Như Quỳnh có tên khai sinh là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1970 tại Quảng Trị, những năm tháng đầu đời, Như Quỳnh rất khó nuôi, có lần tưởng đã nguy đến tính mạng khi bị sốt xuất huyết vào năm 1971, khi cả gia đình cô di chuyển vào Sài Gòn theo cha. Giọng ca người tình mùa đông cho biết sức khỏe của chị bị ảnh hưởng một phần từ chứng mất ngủ suốt 20 năm. Nữ ca sĩ cũng đã tìm đến bác sĩ và được yêu cầu phải uống thuốc. Chiều 23 thả ứng 1 như Quỳnh lần đầu tiên gặp gỡ báo chí tại quê nhà để giới thiệu về hai live show tại Hà Nội và tha ngân hàng phá hỏa Chí Minh. Buổi họp báo của Như Quỳnh được tổ chức trùng với thời gian diễn ra trận bóng đá U23 Việt Nam và U23 Qatar nên nữ ca sĩ cũng dành đôi chút để nói về thể thao. Giọng ca người tình mùa đông cho biết chị mê thể thao và từng rất thích bóng đá. Nữ ca sĩ có nhiều kỷ niệm thơ ấu ở Việt Nam liên quan đến bóng đá. Sau này khi sang mỹ định cư như quỳnh cũng rất quan tâm và yêu thích đội bóng đá nữ của mỹ như quỳnh hài hước bảo trông chị như vậy nhưng lại rất giống đàn ông nữ ca sĩ không quá chăm chút cho vẻ ngoài hình thậm chí sẵn sàng ăn những món ngon ngay cả những món biết sẽ gây béo như quỳnh cũng là người thích môn đấm box theo chị môn thể thao này giúp cơ thể khỏe khoắn và eo thon hơn trong buổi họp báo như Quỳnh cũng tiết lộ về việc bị chứng mất ngủ suốt 20 năm qua. Nữ ca sĩ đã tìm đến nhiều bác sĩ để điều trị và cũng đã phải uống thuốc. Lý giải nguyên nhân của bệnh mất ngủ, dòng ca sinh năm 1970 thừa nhận đó là do đặc thù công việc nghệ sĩ. Tôi bị mất ngủ cũng lịch trình đi diễn quá dày đặc. Tôi phải đi diễn ở nhiều nơi với những múi giờ khác nhau. Nhiều lúc tới nơi Tôi chỉ có hai tiếng để nghỉ ngơi nhưng vẫn phải cố chợp mắt để có sức làm việc, bằng không sẽ bị khan tiếng, nữ ca sĩ cho hay. Để chuẩn bị cho live show lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Như Quỳnh thừa nhận chị gặp nhiều áp lực. Không chỉ từ việc giữ gìn sức khỏe để có giọng hát tốt nhất mà còn không biết khán giả sẽ đón nhận mình như thế nào. Không biết là mình hát có còn hay hay không mình hát có còn được khán giả yêu thương hay không vì thế hệ của như quỳnh so với các bạn trẻ bây giờ đã khác xa rất nhiều đối với như quỳnh mà nói các bạn trẻ giờ rất giỏi và nói thật rằng tôi cũng phải học hỏi rất nhiều danh ca tâm sự tuy có nhiều lo lắng nhưng như quỳnh cho biết chị vẫn quyết tâm về việt nam biểu diễn vì tình cảm của khán giả và sự hỗ trợ rất lớn từ phía gia đình như quỳnh hiện là bà mẹ đơn thân con gái của nữ ca sĩ năm nay 11 tuổi, bé Melody. Về Việt Nam lần này, nữ ca sĩ phải nhờ mẹ đẩy chăm sóc con gái. Con gái như Quỳnh cũng yêu thích ca hát, nghệ thuật giống mẹ. Từ nhỏ, Melody đã biết bắt chước điệu bộ, cử chỉ của mẹ trên sân khấu, TV. Tuy vậy, nữ ca sĩ không ép con nối nghiệp mình. Tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ khi nuôi dạy con. Đó là việc cực kỳ khó tôi cũng là người vô cùng khó tính và nghiêm khắc mọi người thấy trên sân khấu như quỳnh mặc áo dài dịu dàng nhưng thực ra tôi là người mạnh mẽ con gái rất sợ và ngại nói chuyện với tôi cháu hay vòi vĩnh ông bà ngoại và người thân của tôi nhiều hơn giọng ca người tình mùa đông tâm sự như quỳnh bảo nhiều lúc con gái cũng giận dỗi vì mẹ hay đi diễn xa những lúc như vậy nữ ca sĩ lại ngồi trò chuyện để con thông cảm cũng như hiểu hơn công việc của mình như Quỳnh Hào Hứng cho biết, con gái thường không nói nhiều về mẹ, nhưng khi được hỏi thì bao giờ cũng bảo mẹ là một người hát hay. Hơn 20 năm xa quê hương, Như Quỳnh vẫn là cái tên hàng đầu của dòng nhạc quê hương trữ tình. Không chỉ được lòng khán giả hài ngoại, cô còn là thần tượng của nhiều người ở Việt Nam thông qua các sản phẩm băng đĩa nhạc. Trong 20 năm viễn xứ, nữ ca sĩ sinh năm 1970 gần như không tiếp xúc hoặc chưa có cơ hội tiếp xúc với truyền thông trong nước. Gần đây, nhân dịp sang Mỹ để tác nghiệp sự kiện bầu cử Tổng thống, phóng viên dinh. Việt Nam may mắn có dịp ngồi cùng nữ ca sĩ để nghe chị chia sẻ chuyện nghề, chuyện đời. Như Quỳnh của tuổi 46 dĩ nhiên không còn nét dịu dàng, ngọt ngào của thời người tình mùa đông nhưng chính chị của thừa nhận những chua cay cuộc đời cùng cuộc hôn nhân không trọn vẹn khiến chị ngày càng mạnh mẽ hơn. Vài năm qua, tôi thỉnh thoảng về nước tạm gọi là trong sự lén lút, âm thầm. Như vậy tôi cảm thấy vui hơn vì mình cũng là người bình thường như bao người khác. Còn khua chiêng múa trống, rực rỡ cờ hoa tôi thật sự rất ngại. Về nước, tôi thích mặc quần rinh, áo thun, ngồi ăn những món hàng rong, việc hè. Dù nhiều bạn bè khích lệ tinh thần rằng tôi không khác gì mấy, nhưng như vậy có nghĩa là đã khác rồi. Tuy nhiên, tôi không lấy đó làm buồn lòng. Con người ai cũng phải trải qua những giai đoạn đó, quan trọng là mình đã làm được những gì cho bản thân, gia đình và bạn bè. Vài năm trở lại đây các chương trình trong nước được phổ biến tại hải ngoại, nhờ vậy tôi được xem nhiều về những thắng cảnh, món ăn của quê hương cũng như các cuộc thi hát. Hơn nữa, tôi may mắn được sinh sống ngay khu tập trung nhiều người Việt, có nhiều sinh hoạt cũng như tập tục quen thuộc nên rất đỡ nhớ quê nhà. Soi gương, tôi thấy khóe mắt vầng chán dần lộ rõ nếp nhăn, tóc cũng bắt đầu bạc khiến mình phải buồn chứ. Nhưng ngược lại, tôi cũng phải đạp trên những nỗi buồn đó để đi tới. Quan trọng là mình vẫn còn giữ niềm đam mê nghệ thuật, làm tốt công việc cũng như không đánh mất chính mình. Có như vậy thì ở độ tuổi nào cũng đẹp, dù là đẹp lão. Tôi trải qua cuộc hôn nhân có nhiều nỗi buồn. Ông bà ta vẫn thường nói chậm mà chắc, nhưng trong hôn nhân tôi là người chậm chạp nhất nhưng cuối cùng mọi thứ cũng không được bền vững. Tuy nhiên, có lẽ đây là lỗi phần tôi vì quá yêu nghề cũng như ích kỷ riêng trong cuộc sống. Tôi ao ước có một đứa con và trời đất đã cho tôi món tài sản vô giá này. Trong cuộc đời, tôi có lẽ sẽ không có niềm vui này lần thứ hai nên tôi đang rất vui với những gì mình đang có. Dù tôi không có hạnh phúc được làm vợ nhưng tôi không trách anh ấy. Tôi luôn quan niệm trước khi trách người phải biết trách mình. Tôi không mang lại hạnh phúc cho người ấy tức là tôi phải nhìn lại mình trước. Anh ấy rất lo lắng, chăm sóc, dạy dỗ và theo dõi từng bước chân của con gái. Hai chúng tôi đều quan niệm dù con trai hay con gái không quan trọng, nhưng là con người phải có trái tim và lương tâm thì mới có thể thành tài cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại